xác định thêm nhiều nạn nhân trong vụ động đất có độ lớn 7,2 xảy ra sáng qua tại Đài Loan, Trung Quốc. Và tính đến nay, có ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 900 người khác bị thương. Trong khi đó, 75 người đang bị mắc kẹt trong các đường hầm khác nhau ở huyện Hoa Liên đã được giải cứu. Hiện tại thì lực lượng chức năng đã xác định được 137 người vẫn bị mắc kẹt. Trận động đất đã làm các tòa nhà đổ nghiêng rất nguy hiểm. Mà cho đến nay thì phần lớn mạng lưới điện đã được khôi phục, nhiều tuyến tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại. Sau trận động đất đã có 29 dư chấn có độ lớn từ 4 đến 6 gần tâm chấn. Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, đến nay thì chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc chặt chẽ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại đang hiện lên trên màn hình.